À, dạ xin chào mọi người ạ. Đây là trước cái siêu thị Metro Bình Phú Mama Market nha. Ở trên kia thì nó có một cái xe xúc cua khá là đặc biệt, nó giống như cái loại xe túc túc ở bên Campuchia, Thái Lan đó mọi người. Thì ở đây anh xúc cua tắm sang nè, anh sẽ đổ chiếc xe này để anh bán xúc cua và di động nè. Cái này cũng khá là hay, là hình thức là khá là mới ở Sài Gòn nè. Mặc dù anh bán một thời gian nhưng bữa nay mình mới thấy được cái này, để khi đi trên đường mới thấy được cái này nè. Mình qua chắc là qua trò chuyện để coi thử là anh đã bán được bao lâu rồi, và cái hình thức này anh học là bao nhiêu, là anh tự sáng chế ra nha. Rồi đi qua đường nha mọi người. Giờ đây là cái xe xúc cua tám xăng có giá 15.000, bánh thảo 20.000 ốc heo. Thì nó có cái số điện thoại luôn, nó có số điện thoại luôn, là mọi người mua hoặc là gì thì liên hệ cái số điện thoại này luôn nha. Dạ em chào anh Tám nha. Dạ em chào anh. Cứu nè, là cứu. Vô rồi quên tiền kẹt lắm. Có đợi cái em đi chạy tuốt quận 8 đổ xăng rồi, cái mắt là không có cầm theo cái ví, không biết làm sao đấy. Kêu thằng bạn Tư ở dưới quận 2 mà lên là trả cái 50.000. Giống nhiều nha. Rồi. Cho em ngọt nhiều luôn. Hết không? Hết rồi. Tại vì quên, lúc nào cũng để tiền cho mà còn không nhớ là tiền là mình chạy ra chạy vô. Ở đây quên lắm. Quên người xung quanh, tại không ai bước sao cả trả. Súp cua của mình là mình bán có mấy loại anh, thập cẩm. Ở đây em bán là súp cua mà. Ngoài ra em bán gì khác vậy? Là súp cua thập cẩm, rồi vịt bát thảo ha. Rồi ốc heo. Đây. Rồi ốc heo này. Đầy đủ. Cái giá là từ 15 tới 20 ngàn anh ha. Cái 15 thì bát thảo. Dạ bát thảo. Không có ốc heo. À dạ. Đặc biệt có bát heo luôn là 20. Dạ. Anh cái mô hình mà xe nó di động như vậy thì anh tự nghĩ ra hay là anh có tham khảo ở đâu mà anh lái ra thấy hay quá vậy? Anh tự nghĩ ra, tại anh đi chơi đó, thấy trên mạng đó. Đúng rồi, cái mô hình em thấy giống là Thái Lan với Campuchia lắm. À đó. Nó bên đó gọi là xe túc túc. Đúng rồi. Xe túc túc mà nó chở người cơ. Đúng rồi. Nó chở cái vài người là nó chở. Thì anh bữa nay mới thấy là nó xuất hiện ra là anh đi bán như vậy. Anh làm cái xe này lâu chưa và anh bán lâu chưa? Anh làm cái xe này là gần 4 năm. À 4 năm rồi. Đúng, anh làm cái xe này là 55 triệu. À 55 triệu. À. Là anh tự thiết kế ra rồi anh đưa anh đặt hàng cho người ta làm. Đúng rồi, anh đặt hàng. Ồ, hay quá này, nhìn cái xe đó cũng sạch sẽ. Ở Sài Gòn này chứ chỉ có anh thôi. À, anh là độc quyền rồi đó ha. Có mà anh đâu có ngoài chiếc thứ hai chứ. Cái này anh để cái địa chỉ số 1 đó, là cái địa chỉ đó là gì hả anh? Cái này địa chỉ anh ở. À, địa chỉ anh ở. Ví dụ người ta có đặt súp là mua súp á, người ta tìm anh. À, là tìm lại cái địa chỉ đó. Đúng rồi, đó. À, còn nữa là anh bán di động. Anh bán di động. Anh thường bán di động ở những cái điểm nào? Anh bán điểm chánh ở đây. À, điểm chánh là của chánh. Metro đây. Đây, Metro điểm chánh. À. Còn sáng thì anh chạy tới trường học. Học Nguyễn Thế Thành á. Dạ, Nguyễn Thế Thành đến đường Nguyễn Văn Luôn gì đó. Đúng rồi. Dạ. Cái chiều á thì anh bán ở trường Bình Phú á. Dạ. Trường Đặng Kiểu á. Dạ. Đó, chiều bán đó. À, với cái mô hình này nó linh động như thế này thì anh thấy bán nó ổn hơn nha, mình đứng một chỗ mà. Đúng rồi, anh bán cái này á là nhờ điện thoại. Hôm nay điện thoại anh chạy tới. À điện thoại cái là mới nhờ vậy, đúng rồi. À, vậy cũng hay chứ bộ. Nghe là số. Người ta alo là mình chạy liền. Anh có số điện thoại đó. Để số điện thoại. Người ta bán, người ta kêu chạy cho nó 5 đi súp, 6 súp, anh cũng chạy tới. À, là anh di động lấy luôn. Đúng rồi, đúng à. Rồi. Cái này thì nó vẫn chạy bằng xăng chứ? Nó chạy bằng. Là nó điện? Toàn bộ bằng điện hết, chứ không có gì xăng chứ. À, vậy là xe này là thuộc xe điện. Đúng rồi. Ồ, hay quá. Ồ, tuyệt vời. Chạy hết nghe tiếng ồn. Ví dụ như là một cái bình một lần sạc thì anh chạy được bao lâu?
Nếu anh sạc á, anh sạc 4 tiếng anh chạy cả ngày. Ồ, giữ vậy thì nó cũng được chứ. Đúng rồi. Ồ, quá tốt kìa. Rồi đồ sạc là mình tự sắm hết nha, à? Mình về sạc hết. Dạ. Ồ, cái mô hình này nó khá là hay luôn mọi người. Là không có thảo, không có heo, thuốc thuốc nè. 28 tháng 2. À, sau khi mà bán xong thì mình hạ cái nắp này xuống này, rồi là mình di chuyển thôi. Đây là một chiếc xe điện, xe thúc thúc điện. Ở đây nó dùng cái bình đây, đó, dùng bình đây này đó, hay giờ bình Đồng Nai này. Ồ, khá hay luôn. Thì trong đây thiết kế để đồ. Vậy là anh bán cái xe, ở xe này được 4 năm mà ha? Anh bán 4 năm rồi. Ờ, anh trước kia anh bán cái quận nhất á, anh bán quận nhất rồi mày được quá đi em mới chạy đây. À dạ. Dạ là anh ở ở Bình Tân nè, anh là ở An Lạc Bình Tân, ở trên đây một xíu rồi dưới đây một xíu rồi chạy anh bán ở đây gọi khu vực còn quận 6 nè. Rồi bán anh bán này bán Bình Tân đó. Dạ. Ở đây thì đã hơn anh ha. Đúng rồi. Đã căng thẳng hơn, ở quận 1 thì nó căng thẳng hơn nhiều. Họ bán quận nhất là nó hồi hộp đó anh ơi. Dạ đúng rồi, nó hồi hộp lắm bởi vì cái đó nó áp lực giao thông á. Ờ à, đây phía trước đầu xe, đây phía trước đầu xe mọi người. Đó, nhìn rất ấn tượng chiếc xe điện túc túc của anh Tám Sang này. Nhìn hay. Cái mô hình này nó khá là mới nè. À, không biết ở các nước về sao chứ mô hình ở bên Campuchia với Thái Lan thì ở túc túc này thì chợ người phần lớn anh đi du lịch thì anh thấy cái mô hình đây thì anh đem về anh làm đô thành một cái chiếc xe bán súp di động. À, nhờ cái bán súp di động này thì anh cũng bán được khá nhiều thay vì mình đứng một chỗ, thì ví dụ như khách người ta đặt qua điện thoại là 50 ly gì đó là anh sẽ chạy tới địa điểm đó là anh bán luôn, thì cái đó nó cũng khá là linh động cho người bán đó này. Giá thì trên xe có rồi đó, 15-20 ngàn rồi đó. Rồi trên quanh xe thì anh cũng để số điện thoại cho người ta biết rồi có một đặt một cái ghế ngồi ở trên cái lề đường, nếu mà sau khi mà không có khách thì ngồi đó nghỉ giải lao đó. Là bắt đầu khi mà về thì mình chỉ cuốn lại bỏ lên xe về thôi, khá là gọn luôn. Khoảng hết khoảng bao nhiêu súp? Ngã sáng lẫn chiều á, sáng sáng anh bán cỡ 70 chén. Ồ. À, chiều anh bán khoảng 40. Dạ. Buổi chiều nó ít hơn ha. Ít hơn. Tại thời gian anh bán ngắn hơn. Dạ. Rồi sáng thì anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Sáng đầu là anh ra khỏi nhà anh chạy từ ở quận Bình Phú Lâm đi. Dạ. Anh chạy vô tới trường học Nguyễn Thành đó là 6 giờ. À, 6 giờ sáng sớm quá ha. Đúng rồi. À, bán cho người ta ăn sáng, học sinh rồi đang sáng đó. Rồi bán tới mấy giờ anh nghỉ? Bắt đầu 11 giờ. À. Sớm bây giờ sớm là có bữa 10 giờ. Có bữa giờ anh hết chừng đó. Vậy là anh đem cố định là một cái son đó thôi. Là đúng nếu rồi. Mà hết là nghỉ. Về mình nấu anh nghỉ, để chiều nấu. Là chiều là mấy giờ bắt đầu anh đi lại? Bắt đầu là 3 giờ. À 3 giờ anh đi. Anh đậu trường học luôn, anh bán trong bây giờ luôn á. Ờ, anh đậu trường học là đường Nguyễn Văn Luân á, là Nguyễn Tất Thành á. Là anh bán đó. Trong cái sáng, còn cái chiều anh bán trường học Bình Phú á, đường Trần Nhân Kiểu á. À Bình Phú, à, trường học Bình Phú à, dạ. À, dạ thì anh có 3 địa điểm bán chính ha. Dạ. Bán chính là ở chỗ metro đây, còn nữa là hai cái trường học. Ai mà đặt shop ở một cái địa điểm cụ thể là anh chạy xe tới luôn, bán luôn. Đúng rồi. Mấy chỗ quán, mấy quán cà phê đó. Ở người ta kêu shop bên kia hả anh? Đúng rồi. Bán mà bán lưu động mà. Mình thấy bán cho lưu động khách thôi. Cái súp này là tự anh nấu hả? Tự anh nấu luôn. Có anh giỏi vậy? À, trên cái xe là khá sạch sẽ luôn. Bán mình ngoài bài vì không có cái đồ chuẩn bị để bán thì nó xe khá là sạch nè. Nên tin nè. Đi nắp hả anh? Cái mặt nó đi nắp ha. Nhìn sạch ghê, công nhận là một cái mặt đúng là phải thiết kế anh. Nó ăn nó uống là phải gì là mình phải làm mình nắp cho nó sạch.
đây cái ly đây là bao nhiêu tiền anh? Cái này là 20 đó. À, cái ly này là 20 đó. Đúng rồi. Mà bán xong hoặc mình di chuyển thì mình sập cái cửa này xuống nè, sập cái cửa này xuống, chỉ còn cái không gian ở trước này thôi. Để chạy vô là ngồi lên cái ghế này dán lên đó, mở ra mở vô à, khá lên động cái cửa này, khá lên động này, có một cái cây để chống thôi để giữ cái cửa à, đó à, cái ghế ở phía trên là cái học để mà cái ghế luôn. Ô trời, quá gọn luôn, tuyệt vời ha. Đó, khi nào bán không có khách thì lấy cái ghế ra đây cho là ngồi. Ồ, quá tuyệt vời. Mình thiết kế một cái xe dài 50 triệu ta tính ra cũng rẻ chứ còn không mắc đâu. Thật ra thiết kế một chiếc xe mà 50 triệu cũng rẻ chứ không mắc. Ồ, quá linh động luôn. Bán cái kiểu này quá hay đó. Đó là chiếc xe độc nhất ở Sài Gòn luôn đó ha. Có 102. Lúc anh bán là muộn nhất đó, là nước ngoài anh chụp hình quái gì. Ờ, đúng rồi, cái này là nó thích lắm đó. Từ nước ngoài nếu mà có nhiều du khách là nó thích cái mô hình cái kiểu này nè. Nó gọn lẹ tiện. Có cái cao là ngon bổ chất lượng là 6.8. Ngon bổ chất lượng có như là cà rốt nè, nấm tiết nè. Đó, rồi bắp nè. Là không đủ chất lượng rồi. Cái đối tượng khách hàng của mình chủ yếu là những cái đối tượng như thế nào anh ha? Anh bán cái chung đó là bán cũng bình dân lắm, cũng vừa sang trọng có, mà cái người công nhân cũng có. Đây mấy cái trường học sinh sinh viên có vẻ là nhiều anh, học sinh đúng nhiều rồi. Học sinh nói chung anh bán là cái vụ mà sinh viên và công nhân anh bán rẻ. Dạ. Bán cho ăn no để làm nữa. À. Bán nói hơn một xíu ha, bán nhiều nhiều hơn một xíu để ăn no đi làm. Với thêm một cái nữa, anh bán nhà kỹ nhạc. Dạ. Đó, anh đi cái đâu anh mở nhạc cái đó. Cái anh biết là cái nhạc của anh nó anh sẽ tới rồi. À. Anh cứ chờ anh. À, nó cái nhạc đó, nó cũng tạo ra sự khác biệt á. Đi đâu mở nhạc cái đó. Đây có sắm cái loa để nghe nhạc rồi đây. À, cái loa này nó dùng cái điện bình luôn hả? Ờ, tất cả đều dùng điện bình hết á. Cái này đó bình gì? Ờ, còn đây là bình xe. Ủa, bình xe là có bình lớn nữa hả? Dạ là 4 bình. À, thì xe là 4 bình, còn cái bình đây là để bình xài điện thôi. Ờ. Vậy thì 5 cái bình này mình sạc hơi lâu á. Không, anh làm sạc một có 3 tiếng hả? À, 3 tiếng hả? Ờ, dạ là ngày nào mình về mình sạc ngày đấy. Cũng như là sáng anh chạy chiều về anh sạc. À, dạ. Sáng chạy chiều. Mình để cái này mình sạc luôn anh ha. Anh để về anh sạc luôn. Cái là mình nấu vô mình thiết kế mình sạc thôi. Nó cũng đơn giản chứ không ra ha. Hồi trước anh làm nghề gì mà sau đó thì anh nghĩ ra cái xe này anh bán anh bán? Hồi trước kia anh làm nhà hàng. Ở vậy hả? Anh làm nhà hàng ở quận nhất á, đường Lê Thánh Tôn á. Ừ. Anh làm một thời gian sau này anh có vốn anh ra ngoài là hồi anh làm nhà hàng ở quận 1 thì anh phụ trách về cái gì? Anh làm bên bếp. À, anh làm bên bếp ha. Hàng gì bây giờ nấu ăn nấu uống về quá giỏi rồi, đúng rồi, cái nghề của anh luôn rồi còn gì nữa. Biết nhiều khổ mà. Ừ. Lâu lâu khách này tới.
chạy xíu em. Làm em giúp hả? Thì tôi giúp họ, kim giúp dẫn đây rồi. Nhiều chỗ bán thì tôi giúp bán đắt lắm á. Ở đây lên ngoài thì đúng rồi, em giúp ổng ăn ngon. Ngon hả? Ngon. Thì thường ăn không? Ngày đó ngày nào cũng mua ổng hết trơn. À ngày nào cũng mua. Đây khách hàng thân thiết à. Ngon mà rẻ đó, ngon bánh ngon mà rẻ. Nó quan trọng mà giải nó ngon còn rẻ nữa. 15.000 nữa không? Ngon mà rẻ. Đầy luôn, đầy ăn no rồi. Ở ngoài Sài Gòn người ta nên rất nhiều lắm. Có bà giả bán chè phải không anh? Ừ. Bình thường nha anh thôi, nên rất nhiều. Đắt lắm, thì ngon mà bánh rất thiệt mà. Cái này 20 đi. Có muỗng chưa? Cái mua 2 phần luôn ha. Đóng nhà hết trơn nha. Con 5 tháng 15. Rồi. Em nói sao anh? Dạ, 2 tuổi. Không có. 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 Không có.